Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với tin giải trí, kênh cập nhật tin tức sau việc mới nhất và hấp dẫn nhất mỗi ngày. Chúc quý vị có một ngày thật vui tươi và hạnh phúc. Và quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất nhé. Tình tiết mới vụ Nhật Kim Anh và chồng cũ tranh giành quyền nuôi con. Chánh án Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Hồ Thị Tuyết Phương đã ký quyết định không chấp nhận yêu cầu thay đổi nữ thẩm phán chủ tọa xét xử vụ tranh chấp thay đổi người nuôi con sau ly hôn giữa bà Đỗ Thị Kim Huệ, 35 tuổi, tức là diễn viên Nhật Kim Anh, và chồng cũ là Ngô Nguyễn Phúc Bửu Lộc. Ông Bửu Lộc hai lần có đơn xin hoãn phiên tòa, đề nghị được thay đổi nữ thẩm phán chủ tọa xét xử vụ án là bà Đỗ Thị Diễm Trang vì cảm thấy có dấu hiệu không bình thường, nghiêng về phía nguyên đơn. Trong đơn xin hoãn phiên tòa ngày 16 tháng 12, Bửu Lộc cho rằng thẩm phán rất nôn nóng đưa vụ việc ra xét xử, không chờ kết quả từ nơi cung cấp tài liệu chứng cứ mà ông yêu cầu. Trong đó, quyết định do thẩm phán chủ tọa xét xử ký vào chiều ngày 16 tháng 12, nêu lý do bị đơn có xin hoãn phiên tòa. Người bảo vệ quyền là lợi ích hợp pháp cho bị đơn vắng mặt, không lý do, và chờ kết quả trả lời của chánh án về yêu cầu xin thay đổi thẩm phán. Xét thấy ông Bửu Lộc có đơn yêu cầu thay đổi thẩm phán Diễm Trang, vì lý do thẩm phán Trang rất nôn nóng đưa sự việc ra xét xử, không chờ kết quả từ nơi cung cấp tài liệu, chứng cứ, đồng thời thông báo số 258 của tòa án về các tài liệu của Cục xuất nhập cảnh gửi cho ông chưa phản ánh đúng với công văn phúc đáp của Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an. Do đó, ông Lộc cho rằng hành vi của thẩm phán trực tiếp giải quyết vụ án chưa đảm bảo khách quan. Vẫn theo quyết định này, chánh án Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều cho rằng thời hạn chuẩn bị xét xử đối với vụ án hôn nhân gia đình là 4 tháng, kể cả thời điểm thụ lý. Do đó, vụ án đã được thụ lý từ ngày 22 tháng 8, nên việc thẩm phán đưa ra xét xử là đảm bảo thời hạn luật định. Chánh án thông tin rằng ngày 2 tháng 12, Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều mới nhận được công văn ngày 20 tháng 11 của Cục Quản lý xuất nhập cảnh do gửi nhầm địa chỉ đến Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ. Đồng thời, bác thông tin cho rằng thẩm phán Đỗ Thị Diễm Trang không khách quan trong việc thu thập, công khai chứng cứ cho đương sự. Không chấp nhận yêu cầu thay đổi thẩm phán của ông Bửu Lộc, thẩm phán Đỗ Thị Diễm Trang đã được phân công vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Trước đó, nữ diễn viên Nhật Kim Anh đã đề nghị Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều giải quyết yêu cầu thay đổi quyền nuôi con từ chồng cũ sang cho cô, vì hiện tại con trai ở mốc 4 tuổi, con rất nhỏ và cần sự chăm sóc dạy dỗ của người mẹ. Trước thông tin này, ông Bửu Lộc chia sẻ rằng ngay cả khi Nhật Kim Anh đã nộp đơn lên tòa, thì gia đình vẫn luôn tạo điều kiện tốt nhất để cô tới thăm và dẫn con trai đi chơi. Phía bị đơn cũng bác bỏ việc ghen tuông, đánh đập Nhật Kim Anh như lời tố cáo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.